miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón mưa lớn. Hầu hết các khu vực trong cả nước hôm nay đều đón mưa dông, riêng các tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa rất to, Nghệ An mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ quét, ngập úng, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tối qua đến sáng nay, ngày 29 tháng 9, khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, riêng Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28 tháng 9 đến 3 giờ ngày 29 tháng 9 tại Thanh Mỹ, Nghệ An lên tới 329mm, Thanh Hương, Nghệ An 251.2mm, Đà Sơn, Nghệ An 218.6mm, Đô Lương, Nghệ An 195.8mm, Nghi Hải, Nghệ An 186.8mm. Dự báo ngày và đêm nay, ngày 29 tháng 9, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hòa Bình, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C. Nhiệt độ thấp nhất các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay từ 22-25°C, vùng núi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C. Dự báo từ mai, ngày 30 tháng 9, mưa tiếp tục tại các tỉnh ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, cường độ mưa giảm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Riêng các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 30-33°C. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo hôm nay và ngày mai, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 2-3m. Đỉnh lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị lên mức BD1 gạch ngang BD2, riêng sông Ngàn Phố, Hà Tĩnh có khả năng lên mức BD2 và trên BD2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả, Nghệ An lên mức BD1 và trên báo động 1, hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức BD1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Quảng Nam. Đặc biệt là các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Quảng Trị và Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiền Phước, Quảng Nam. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.